Chào mừng quý vị và các bạn đến với bài tĩnh nguyện phiên bản ghi âm được thực hiện bởi Mục vụ Lời sống hàng ngày. Bài suy gẫm hôm nay của chúng ta có tựa đề Trỗi dậy nhảy múa, dựa trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng được chép trong sách Côrintô nhất đoạn 15 từ câu 35 đến câu 44. Nhưng có người sẽ nói, người chết sống lại cách nào? Họ lấy thân thể nào mà trở lại? Người khờ dại kia ơi, vật gì anh gieo, nếu trước hết không chết đi thì không sống lại được. Còn vật anh gieo không phải chính là hình thể sẽ mọc lên, nhưng đơn giản chỉ là một cái hạt, như hạt lúa mì hay vài thứ hạt khác. Đức Chúa Trời ban cho hạt giống hình thể tùy ý Ngài muốn, mỗi loại hạt giống một hình thể riêng. Không phải mọi thể xác đều giống nhau, thể xác của loài người khác, thể xác của loài thú khác, của loài chim khác, của loài cá khác. Cũng có những hình thể thuộc về trời và hình thể thuộc về đất, nhưng vinh quang của những hình thể thuộc về trời khác với vinh quang của những hình thể thuộc về đất. Vinh quang của mặt trời khác, vinh quang của mặt trăng khác, vinh quang của các vì sao khác, vinh quang của vì sao này với vinh quang của vì sao kia cũng khác. Sự sống lại của những người chết cũng vậy. Thân thể gieo xuống là hư nát, nhưng sống lại là bất diệt. Gieo xuống là nhục, nhưng sống lại là vinh. Gieo xuống là yếu đuối, nhưng sống lại là mạnh mẽ. Gieo xuống là thân thể vật chất, nhưng sống lại là thân thể thuộc linh. Nếu đã có thân thể vật chất thì cũng có thân thể thuộc linh. Và câu Kinh Thánh hôm nay chúng ta cần ghi nhớ được chép trong sách Côrintô nhất đoạn 15 câu 42. Thân thể gieo xuống là hư nát, nhưng sống lại là bất diệt. Một đoạn video được chia sẻ rộng rãi ghi lại hình ảnh một người phụ nữ lớn tuổi thanh lịch ngồi trên xe lăn, bà Martha González Saldaña, từng là một vũ công ballet nổi tiếng. Hiện tại bà đang mắc bệnh Alzheimer. Nhưng một điều kỳ diệu đã xảy ra khi bà nghe được bản nhạc Hồ Thiên Nga của Tchaikovsky. Khi âm nhạc cất lên, đôi tay yếu ớt của bà từ từ đưa ra. Và khi tiếng kèn đầu tiên vang lên, bà bắt đầu biểu diễn từ trên xe lăn của mình. Dù tinh thần và thể chất của bà tàn lụi, nhưng tài năng của bà vẫn còn đó. Khi xem lại video đó, tôi nghĩ đến lời dạy của Phao-lô về sự phục sinh trong Côrintô nhất đoạn 15. Cơ thể chúng ta tựa như hạt giống được gieo trước khi nó nảy mầm thành cây. Ông nói rằng, mặc dù thân thể chúng ta có thể hư hoại do tuổi tác hay bệnh tật, có khi nó phải chịu nhục nhã và đầy yếu đuối, nhưng rồi thân thể của những người tin Chúa sẽ được sống lại, không còn hư nát, đầy vinh quang và quyền năng, cũng như sự liên kết sinh học giữa hạt giống và cây cối. Chúng ta vẫn là chúng ta sau khi sống lại. Tính cách và tài năng của chúng ta vẫn còn nguyên vẹn, nhưng chúng ta sẽ phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Khi giai điệu của bản nhạc Hồ Thiên Nga bắt đầu vang lên, bà Martha thoạt tiên trông có vẻ chán nản. Có lẽ bà mãi suy tư về những điều bà đã từng làm mà nay không thể làm được nữa. Nhưng sau đó, có một người đàn ông tiến đến và nắm lấy tay bà. Chúng ta cũng sẽ được như vậy, càng sẽ trỗi, một bàn tay sẽ giơ ra và chúng ta sẽ trỗi dậy, nhảy múa vui mừng hơn bao giờ hết. Bạn mong mình có thể làm được gì sau khi sống lại? Điều này có thể mang lại cho bạn hy vọng nào về những người thân yêu đang chịu ảnh hưởng của tuổi tác? Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, tạ ơn Ngài vì những mất mát trong hiện tại rồi sẽ tìm lại được trong tương lai. Amen. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe phiên bản ghi âm bài tĩnh nguyện hôm nay. Chương trình được thực hiện bởi Mục vụ Lời sống hàng ngày.